Nabiullina, nữ tướng leo lái kinh tế Nga thời chiến. Chỉ trong vòng vài tháng đầu năm 2022, do thực hiện chiến lược quân sự đặc biệt ở Ukraine, mà Nga đã phải hứng chịu hàng chục ngàn đòn trừng phạt kinh tế vô cùng khốc liệt tới từ nước Mỹ và một số nước châu Âu. Những tưởng đất nước Nga sẽ sụp đổ nhanh chóng, nhưng không, nước này vẫn duy trì ổn định nền kinh tế ở mức chấp nhận được. Và để làm được như vậy, tất cả là nhờ vào Elvira Nabiullina, cánh tay phải đắc lực của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cũng là nữ thống đốc Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga. Từ cô bé nghèo tới cánh tay phải của Tổng thống Nga Putin. Elvira Nabiullina sinh ngày 29 tháng 10 năm 1963 tại Ufa của nước Nga, trong một gia đình thuộc giai cấp lao động. Cha bà là tài xế, còn mẹ bà chỉ là công nhân trong một xí nghiệp quy mô nhỏ. Dù vậy, ngay từ nhỏ, bà Nabiullina đã tỏ rõ sự thông minh vượt trội khi liên tục đứng đầu toàn trường về thành tích học tập. Khi lớn lên, bà học đại học tại trường tổng hợp quốc gia Moscow, khoa kinh tế. Sau khi tốt nghiệp đại học, bà Elvira Nabiullina tiếp tục học lên bậc tiến sĩ. Sau đó, bà đã tốt nghiệp loại xuất sắc nhờ khóa trình phê phán học thuyết kinh tế phương Tây. Với kiến thức chuyên môn sâu rộng, bà Elvira Nabiullina đã được nhận vào làm trong cơ quan của chính phủ. Chỉ trong vài năm phấn đấu thì bà đã nhanh chóng trở thành cánh tay phải của Bộ trưởng Bộ Kinh tế Nga, Jerman Graf. Từ năm 1997 đến năm 1998, bà Elvira Nabiullina làm việc ở Bộ Phát triển Kinh tế của Nga, giữ chức vụ Thứ trưởng. Còn từ năm 2000 đến 2003, bà đã trở thành Thứ trưởng thứ nhất của Bộ Phát triển Kinh tế và Thương mại Nga. Giai đoạn từ năm 2003 đến 2005, bà Nabiullina lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược, đó là nơi đã soạn thảo chương trình cải cách kinh tế dưới thời Tổng thống Putin. Sau đó, bà tiếp tục phụ trách nhóm nghiên cứu của chính trung tâm đó. Đến năm 2007, bà chính thức trở thành Bộ trưởng Bộ Kinh tế Nga. Trong thời gian này, bà được đánh giá là cánh tay phải đắc lực của Tổng thống Nga Vladimir Putin khi giúp ông leo lái nền kinh tế nước Nga đang có phần rệu rã trước cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Nhờ vậy mà đến năm 2013, bà Nabiullina đã được tín nhiệm trở thành thống đốc của Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga CBR. Dẫn dắt Nga vượt qua cuộc khủng hoảng năm 2014. Đầu năm 2014, Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ. Điều này đã khiến quốc gia phải hứng chịu hàng loạt đòn trừng phạt kinh tế mạnh mẽ của Mỹ và một số nước châu Âu. Không những vậy, nền kinh tế Nga khi đó còn phải chịu thêm cú sốc từ việc giá dầu lao dốc do Mỹ tăng sản xuất và Ả Rập Saudi từ chối giảm sản lượng, đã khiến nguồn thu từ dầu của Nga sụt giảm nghiêm trọng. Trong bối cảnh đó, bà Nabiullina đã biến thách thức thành cơ hội. Khi đồng rúp lao dốc, bà đã từ bỏ các chính sách truyền thống như chi lượng lớn ngoại tệ dự trữ để hỗ trợ tỷ giá, để tập trung ghim lạm phát. Ngoài ra, bà cũng mạnh dạn nâng lãi suất lên 17% và duy trì ở mức cao trong nhiều năm. Đây được đánh giá là sự điều chỉnh đầy đau đớn khi GDP Nga đã giảm suốt 1,5 năm sau đó. Tuy nhiên, đến giữa năm 2017, những chính sách của bà Nabiullina đã tỏ ra có hiệu lực khi bà đã điều chỉnh được mức lạm phát về dưới 4%, mức thấp nhất kể từ thời hậu Xô Viết. Giáo sư kinh tế tại trường kinh doanh London nhận xét, bà ấy là hình mẫu của thống đốc hiện đại, bà ấy làm điều mình phải làm kể cả khi môi trường chính trị đầy khó khăn. Không chỉ điều chỉnh lạm phát, vào thời điểm năm 2014, bà Nabiullina còn giúp Nga xây dựng được kho dự trữ ngoại hối trị giá hơn 640 tỷ đô, xếp thứ tư trên thế giới. Thêm vào đó, bà cũng là người chủ trương tăng cường tích trữ vàng và giảm tỷ trọng đô la Mỹ trong tổng trữ lượng ngoại hối quốc gia từ mức 40% xuống 11%. Bên cạnh thành tích về chính sách tiền tệ, bà Nabiullina còn nhận được nhiều lời khen ngợi vì đã theo đuổi công cuộc thanh lọc toàn diện ngành ngân hàng. Trong năm đầu tiên làm việc tại Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga, bà đã thu hồi khoảng 400 giấy phép ngân hàng, đóng cửa 1/3 ngân hàng của Nga, loại bỏ các tổ chức yếu kém, bị cho là có những giao dịch đáng ngờ. Đây được coi là cuộc thập tự chinh dũng cảm, đánh thẳng vào ngành ngân hàng. Vì trước đó, vào năm 2006, một quan chức Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga đã bị ám sát sau khi khởi xướng chiến dịch mạnh mẽ, đóng cửa các ngân hàng bị nghi ngờ rửa tiền. Sergei Guriev, một nhà kinh tế người Nga, hiện là giáo sư tại Sciences Po ở Paris, cho biết chống tham nhũng trong lĩnh vực ngân hàng là công việc của những người rất can đảm. Tuy nhiên, chương trình của bà còn thiếu sót vì phần lớn chỉ giới hạn ở các ngân hàng tư nhân. Dưới sự dẫn dắt của bà Nabiullina, Ngân hàng Trung ương Nga liên tục hiện đại hóa các chính sách.
họ cải thiện việc truyền thông bằng cách lên lịch những quyết định quan trọng, đưa ra dự báo chính sách, gặp các nhà phân tích và trả lời phỏng vấn báo chí. Nhờ vậy mà Ngân hàng Trung ương Nga dần được coi là bộ não kinh tế chủ chốt của đất nước này, thu hút các nhà kinh tế học từ các lĩnh vực tư nhân. Trong hội thảo thường niên ở St. Petersburg, Ngân hàng Trung ương Nga đã thu hút các nhà kinh tế học từ khắp nơi trên thế giới. Bà Nabiullina cũng tham gia nhiều sự kiện quốc tế như hội nghị chuyên đề hàng năm của Fed ở Wyoming và các cuộc họp thường niên cho thống đốc do Ngân hàng Thanh toán Quốc tế tổ chức tại Thụy Sĩ. Điều này đã làm tăng vị thế của Ngân hàng Nga trong bản đồ kinh tế thế giới. Giúp duy trì thế ổn định của Nga trong thời kỳ kinh tế chiến tranh. Vào tháng 2 năm 2022, Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ngay lập tức, các nước phương Tây, trong đó có Mỹ, đã áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt lên Nga nhằm cô lập nền kinh tế của nước này. Kết quả là thời điểm cuối tháng 2, đầu tháng 3, đồng rúp đã trải qua cú giảm lịch sử khi mất tới 25% giá trị. Trong các cuộc trao đổi với Bloomberg, một số quan chức Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga tiết lộ rằng họ cảm thấy tuyệt vọng và lo rằng sẽ không thể sử dụng được các kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm của mình trong bối cảnh nền kinh tế Nga bị cô lập. Có thời điểm số nhân viên Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga xin nghỉ việc, đông đến nỗi bộ phận IT không đủ nhân lực để kịp xóa tài khoản. Đối mặt với tất cả những khó khăn đó, bà Nabiullina vẫn vững bước trên cương vị thống đốc của mình. Tuy vậy, các lệnh trừng phạt tài chính từ phương Tây đã buộc bà phải từ bỏ các chính sách kiềm chế lạm phát quen thuộc. Thay vào đó, bà đã cho tăng lãi suất lên 20%, chặn dòng tiền chảy ra ngoài đất nước. Ngoài ra, bà Nabiullina cũng mạnh dạn đóng cửa giao dịch chứng khoán trên sở giao dịch Moscow và nới lỏng các quy định cho vay đối với ngân hàng. Bước đầu, các biện pháp này đã ngăn chặn thành công khi sự hoảng loạn của thị trường kết thúc và giúp cho đồng rúp phục hồi ngoạn mục. Một nỗ lực khác của bà Nabiullina và Ngân hàng Trung ương Nga là thiết lập hệ thống để thay thế SWIFT, mạng lưới viễn thông tài chính liên ngân hàng. Dù hệ thống này vẫn đang trong quá trình phát triển, nhưng nhiều người tin rằng nó sẽ giúp Nga đỡ bị phụ thuộc vào SWIFT trong tương lai. Đặc biệt, bà Nabiullina cũng chỉ đạo thay thế hạ tầng thanh toán xử lý các giao dịch thẻ tại nước Nga. Nhờ đó, trong trường hợp xấu nhất, khi hai gã khổng lồ thanh toán quốc tế là Visa và Mastercard rút khỏi Nga, thì điều đó cũng không gây ra nhiều ảnh hưởng với nền kinh tế. Đến cuối tháng 4 năm 2022, bà đã chỉ đạo Ngân hàng Trung ương hạ lãi suất xuống còn 14%. Động thái này được xem như cách giảm thiểu tác động kéo dài của các lệnh trừng phạt đối với các hộ gia đình, doanh nghiệp khi lạm phát tăng nhanh và cải thiện chuỗi cung ứng. Nhờ hành động này, mức tín nhiệm của nhân dân Nga đối với bà Nabiullina ngày càng tăng cao. Nhờ những quyết sách đúng đắn thì vào đầu tháng 5 năm 2022, Quốc hội Nga đã phê chuẩn bà Nabiullina tiếp tục giữ chức thống đốc Ngân hàng Trung ương thêm một nhiệm kỳ 5 năm. Bà ấy là biểu tượng cho sự ổn định của nền kinh tế Nga. Quyết định bổ nhiệm đó chỉ mang ý nghĩa biểu tượng, Elena Rybakova, nhà kinh tế tại Viện Tài chính Quốc tế IIF, đánh giá. Tuy nhiên, về lâu dài, nhiều khó khăn vẫn sẽ đang chờ bà Nabiullina và Ngân hàng Trung ương ở phía trước, khi Nga vẫn đứng trước một cuộc suy thoái nghiêm trọng bởi nền kinh tế đang bị cô lập. Ngân hàng này dự báo lạm phát vẫn đang leo dốc và có thể đạt mức 23% hàng năm trong năm nay. Ngoài ra, GDP của nền kinh tế có thể giảm tới 10%. Tuy nhiên, người dân Nga vẫn có quyền kỳ vọng về một viễn cảnh nền kinh tế phục hồi, thứ mà bà Nabiullina đã làm được vào thời điểm năm 2014. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!